Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với thử thách Multi DO. Ai sẽ ngầu hơn, kẹo cao su hay là khay sô-cô-la? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sự đối đầu của họ như thế nào nhé. Bắt đầu thôi nào. Nhảy lấy đi, nhảy lấy đi. Không, cậu nhảy lấy đi. Kẹo cao su của tớ ngon hơn. Ôi, chuyện gì vậy? Wow, Quentin, cậu có nhìn thấy không? Cái này hay quá. Chúng phát sáng rồi kìa. Hay là chúng ta thử chạm vào nhé. Mình cũng không biết thế nào. Ui, cái gì vậy? Ôi, chúng ta đang ở đâu đây? Khờ tờ không biết, nhưng bắt đầu thôi nào. Ồ, mì từ Kit Kat thật là ngon. Nhưng mà mì kẹo cao su của tớ rõ ràng ngon hơn rồi. Đặc biệt là khi có cả một thùng. Mùi thơm ngon. Không biết dễ chịu hơn mùi sô-cô-la có gì. Vị thì không tồi chút nào. Nào, bây giờ mình sẽ chăm chỉ ăn mì sô-cô-la. Nhưng mà mình sẽ cho thêm tất cả những thứ này nữa. Siro, kem, rắc ngọt, tất cả mọi thứ. Đấy, thêm siro vào nhá. Bây giờ thì cả topping. Và tất nhiên là những miếng dâu tây ngọt ngào. Đó, bây giờ thì mình sẽ ăn mì bằng đũa. Nhưng mà cấm này như nào nhở? Lạ thế. Ôi trời ạ, không được. À, may quá, mình có cái dĩa ở đây. Bây giờ mình có thể ăn thoải mái được rồi. Trông ngon quá, để thử một miếng nhá. Tuyệt vời, mì ngon thế. Vậy thì mình sẽ ăn hết cho cậu xem này. Ồ, đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn trên đời. Quả nhiên là những lựa chọn đúng đắn. Wow, nhìn cậu ăn ngon thế. Ôi, trông thật là tuyệt vời. Tất nhiên rồi. Mình không thể nào dừng lại được. Trời ạ, tớ nức cả nước miếng rồi đây này. Ôi, nhưng mà hết mất rồi. Thôi vứt đi vậy. Ê, cậu làm cái gì vậy? Ui, xin lỗi nhá, tớ không cố ý. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ đến lượt mình ăn nhá. Thơm quá. Quentin, cậu muốn tớ dạy cậu cách dùng đũa không? Đây này, tớ thậm chí còn bắt được cả con ruồi bằng đũa. Tuyệt vời chưa? Ha, bây giờ thì tớ sẽ bắt đầu ăn nhá. Đó, như thế này. Cậu phải ngoáy nó lên. Sau đó, lôi ra. Thế là có cả một tảng. Chỉ cần ăn một miếng như thế này là xong. Đó. Bây giờ tớ thổi một chút bong bóng nhá. Tuyệt vời. Ăn tiếp thôi nào. Mì này thật là tuyệt vời. Ồ, lại thêm bong bóng nữa rồi. Ăn nữa nhá, ngon thế. Ôi trời ạ, vui quá. Bây giờ bong bóng của tớ càng lúc càng to rồi. Oh, wow, trông tuyệt vời thật đấy. Bây giờ đến lúc tớ phải thổi bong bóng to nhất thế giới rồi. Nhìn này. Tuyệt vời chưa. Ôi, trời ơi không. Nổi hết rồi. Bây giờ cậu cao su dính đầy mặt tớ. Ồ, lần này lại có thứ gì đó cay cay đang chờ chúng ta rồi. Tớ có 3 cuộn kẹo cao su cay. Tớ thì không cả hơn đâu. Tớ có cả một hũ sô-cô-la cay. Có lẽ chúng thực sự không cay đến thế. Ôi trời ạ, để tớ thử nhá. Ôi không, trời ạ. Ôi, không thể nào mà ăn được. Thực sự là quá cay, không thể. Thôi cậu đi trước đi. Thôi được rồi, tớ sẽ dũng cảm một chút. Nào, tớ thử nhá. À, trời ạ, nóng quá. Ôi, cay quá đi mất trời ạ, tớ cũng không ăn được đâu. Cậu ăn trước đi. Không, cậu ăn đi. Ê, của cậu nhiều hơn mà. Cậu ăn đi, không. Vậy thì chúng ta oản tù tì xem ai thắng nhá. Thôi được rồi, oản tù tì. Oản tù tì, oản tù tì. Trời ạ, chẳng được cái gì cả. À, đúng rồi, mình nghĩ ra rồi. Bây giờ phải như thế này nhá. Đấy, 2, 3, bắt đầu thôi nào. Sợ quá. Trời ơi, thật là đáng sợ. Ôi, ăn tiếp nào. Cố lên, chúng ta có thể làm được cậu ơi. Ôi, trời ạ, đáng sợ quá. Ôi, thật là nóng. Ôi, toát hết cả mồ hôi rồi, cậu có sao không? Tớ cũng đang vẫn giữ ổn. Ôi không, trời ạ, bắt đầu. Ôi, trời ạ, bơi này vui quá, thật là tuyệt vời. Cả những chú vịt đáng yêu của mình. Nào, ôi, tại sao nước nóng thế này? Cứu, nóng quá trời ơi. Mẹ ơi, nước sôi, cứu tôi. Ôi. trời ạ, à, cuối cùng thì ha, hết rồi. Ôi, cái gì kia? Đâu tôi xem nào. Chúng ta phải bỏ đi nhanh lên. Ôi, trời ạ, à, các bạn làm gì vậy? Vì các bạn mình bị bỏng rồi đây này. Đang tắm rồi còn phải thành nước sôi này. Okay. Nhưng mà có phải là bọn em đâu. Vậy à, thế thì xin lỗi nhớ. Ui, may quá, thế là đỡ rồi. Hãy nhìn kẹo cao su của tớ này. Còn tớ thì cả đống sô-cô-la Milka. Ngon thật đấy. Tóm lại lần này cả hai chúng ta thật là may mắn đúng không? Thôi được rồi, tớ đi trước nhá. Tớ đã mong chờ nó sẽ ngon như thế nào rồi. Milka là cái sô-cô-la yêu thích nhất của tớ. Ui, sô-cô-la này tớ có thể ăn mãi mãi luôn. Ngon quá. Tuyệt vời. Ôi, ngọt ngào làm sao. Wow, ngon miệng thật đấy. Ngon quá, thật là tuyệt vời. Liếm cả ngón tay. Ồ vâng, nhưng mà mình chán ăn sô-cô-la thường rồi. Tại sao không làm điều gì đó thú vị hơn? Để làm điều này mình sẽ có 1 lít nước. Đầu tiên cần phải tan chảy sô-cô-la ra bằng máy sấy tóc như thế này. Đó, sô-cô-la đã được ép vào. Và bây giờ mình sẽ cắt một cái góc giòn như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bấm nó vào như thế này, vào trong một cái chậu đá. Chờ một chút nhá. Và ra một ngôi sao rồi, tuyệt vời chưa? Wow, thực sự rất là tuyệt đấy chứ. Bây giờ thì ăn thử nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Vào, cái tiếp theo nào. Bây giờ tôi sẽ làm hình cái dâu. Tôi có một chiếc dâu này. Và tất nhiên là làm thêm cả cái kính đi theo với dâu. Tất nhiên là bộ lông mày này nữa. Đấy, nhìn trông tớ đáng yêu chưa? Trời ạ, nhìn cậu trong quần hời thật đấy. Trông như bác học vậy. Ui, trời ạ, rơi hết ra rồi. Vậy thì bây giờ tớ sẽ ăn nhá. Còn cậu thì ăn cái cao su của cậu đi. Ok, được thôi. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nhá. Wow, bao nhiêu là kiểu cao su trong này. Gói thật là tuyệt vời. Ôi, bé bé hồng hồng, đáng yêu quá đi mất. Tớ có cảm giác nó sẽ tạo ra bong bóng thật là tuyệt. Thử nào. Wow, thấy chưa? Tớ còn có thể chơi như bóng bay này. Kiểu cao su hay thế nhở. Cuối cùng thì cũng có thể chơi vui rồi. Nào, thêm một cái nữa nhá. Và một cái nữa. Tuyệt đấy chứ. Thổi tiếp đi. Nào, bây giờ mình sẽ thổi một quả to hơn. Đó. Wow, trời ạ, nhìn này. Bây giờ chúng ta đang ở trong một đống bóng bay. Vui thế. 1, 2, 3. Nào, nổ thôi. 1, 2. Đấy, vui quá trời ạ. Ê, tớ cũng muốn chơi. Wow, trò này vui quá. Nào, tiếp tục thôi. Tiếp tục nhá. Ôi, thật là vui. Wow, ôi tôi chết rồi. Bắn cả vào mặt. Ôi, hình như là hơi quá rồi đấy. Ôi, trời ạ. Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục thôi. Không thì thoát ra được đâu. Ôi trời ạ, thật là vui. Wow, nhìn này, một đống kẹo mắt dẻo. Còn tớ thì được một thùng sô-cô-la. Ôi, trông chúng ngon làm sao. Ôi, vậy ai sẽ ăn trước? Ngon thật đấy. Quên tin, cậu nhá. Dễ thôi, tớ chỉ cần mở cái thùng này ra. Ui, bực mình quá, cái thùng này khó thế nhở. Làm nào để tớ lấy được kẹo bây giờ? Trời ơi. Mình nghĩ ra rồi. Từ từ đã, bây giờ mình sẽ có tay của Hốc, sức mạnh của khổng lồ với sức judo của nó. Tớ sẽ mở ra một cách dễ dàng. Nào, tuyệt vời. Bây giờ thì lấy ra ăn thôi. Wow, trong này có một viên sô-cô-la khổng lồ. Ui, nhưng mà khó cắn quá. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Trời ạ, chẳng được gì cả. Mình nghĩ ra rồi. Lại dùng sức mạnh thôi. Một phát. Và... nứt rồi. Được lắm. Bây giờ mình chỉ cần mở nó ra như này thôi. Tuyệt vời chưa? Đấy, bây giờ thì mình sẽ cất cái này đi nhá. Thứ tuyệt vời của mình. Ăn thôi. Wow, tuyệt vời. Ngon quá, trời ơi. Thật là tuyệt vời. Nào, tớ sẽ ăn luôn cả miếng thứ hai nhá. Quá ngon, cậu ăn đi. Ok, mình cũng đã sẵn sàng rồi. Nào, bây giờ thì ăn thử với kẹo mắt một nhá. Vui chưa, nhìn này. Ui, trông cậu thật là buồn cười. Ôi, có gì đâu. Bây giờ tớ sẽ ăn nào. Cái thứ nhất nhá. thật là dẻo dai, lại còn có nhân bên trong nữa chứ. Ngon quá. Nào bây giờ mình thổi ra nào. Wow, cái kẹo này á có thể thổi được bong bóng cơ. Vui thế. Nào ăn tiếp nào. Tiếp nhá. Ăn nữa nào. Nhiều quá. Ngon thật đấy, mình rất là vui. Thổi quả bóng thật to. Ồ, vui quá vui quá. Ồ, nhìn kìa, có cái gì kìa. Mình sẽ thổi nó đi nhá. Ồ, thế là hay thật đấy. Bây giờ nó sẽ bay trên không trung. À, từ từ đã. Để tớ quay lại cái đoạn này xem như thế nào. Ôi, ôi, chuyện gì vậy? Ôi ôi, trời ơi, tại sao lại có cái này? Nào, tránh xa bà ra. Ôi không. Trời ơi, có cái gì bắn hết cả vào người bà rồi, dính quá. Ôi, thật là buồn cười. Trời ạ, ừ, vui thật đấy. Ồ, lần này chúng ta lại có cả núi thế này. Ừ, tớ có một núi marshmallow sô-cô-la. Còn tớ thì có một núi kẹo cao su. Trời ạ, tuyệt vời chưa? Dễ thương quá. Nào, bây giờ thì chúng ta có thể thử. Vậy thì tớ đi trước nhá, tớ muốn nóng lòng lắm rồi. Để xem marshmallow này như nào. Tớ đi cùng cậu nhá. Của tớ có hình trái tim này. Đáng yêu chưa? Cũng là marshmallow màu hồng, nhưng mà chắc có kẹo cao su bên trong. Cậu bắt đầu thử đi. Ok, chúng ta cùng làm nhá. Một. Ồ, vậy thì thành một cuộc chiến rồi đấy. Mình cũng một. Nào, tiếp tục. Hai. Hai. Nào, vậy thì bắt tay vào nhá. Xem ai là người chiến thắng. Ngon thật đấy. Nhưng mà mình cần phải chiến thắng. Ôi, sao không nhét được vào mồm nữa rồi. Trời ạ. Ôi trời ơi, nhiều quá. Còn một chiếc cuối cùng. Cố lên. Ôi, chúng ta thắng rồi. Lại còn về cùng với nhau chứ. Tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ nhai nữa nhá. Và thổi bong bóng nào. Ồ, tuyệt vời quá. Bây giờ tớ đang bay lên không trung rồi. Thật là hay. Ôi trời ạ, cậu ấy bay lên như thế. Trời ơi, chúng ta cần phải làm gì đó giúp cậu ấy. Để tớ giúp cậu nhá. Bây giờ tớ sẽ thả đạn ra. Ôi, cái này mạnh quá. Không thể nào mà vỡ được. Trời ạ, bây giờ là còn bay bắn ngược lại chứ. Phải làm gì bây giờ? À, đúng rồi. Vậy thì mình sẽ ném cái này cho cậu ấy. Ôi, trời ơi, không, mình ngã, cứu. Ôi, trời ạ, mình về chỗ rồi. Ôi, tốt quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, thật là tuyệt vời. May quá cậu sống sót. Hãy đăng ký kênh Multi DO để không bỏ lỡ những thử thách thú vị tương tự nhé. Hơn nữa, sẽ còn rất là thú vị đấy. Vì vậy, hãy ở lại với chúng tớ. Còn bây giờ thì bye bye.